Dạ, con chào bà. À, chào con. Dạ, rồi bà năm nay nhiêu tuổi rồi? Bà nay 84 Ồ, 84 tuổi ha. Bà tên gì vậy ạ? con thị câu Phan Thị Câu hả? câu cá À, câu cá. ha. Dạ. Rồi, hiện tại bây giờ là bà Câu đang ở tỉnh nào? Ở Hành Tân, đồ uống Hành Tân, À, đồ vào uống Bình tiếng Bình Dương. Dương. À, vậy hả? Rồi, con nghe chị hàng xóm đây là nói đang nghi ngờ đó là có một chị tên là Xuân đang lên kiếm ba tên là Nguyễn Văn Đêm. Và năm nay khoảng chừng 82 tuổi. Thì ngày xưa đó là quen với mẹ của chị. Rồi có sinh ra chị sinh năm 1970, 71, 70. Dạ. Thì đang nghi ngờ như vậy rồi không biết là bà đã được xem cái video đó chưa và có thể nghi ngờ ở điểm nào không? Ông Đêm á là ông tuổi Dần, À, tuổi Dần là sinh năm mấy? tám mấy rồi, À, nhưng mà tuổi Dần là sinh năm mấy, bà có nắm được không? Bà có nhớ không? tuổi Dần hình như 38 hay 39 gì á, tính vậy 1938 hả? nhớ ông 37 mà. À, sinh năm 1937 hả? Ừ. Ồ, lớn tuổi rồi ha. À, coi 1937. Vậy là năm nay 86 tuổi. À, thì 86 Dạ. Ừ. Rồi ông Đêm với bà thì được mấy người con hết? sáu đứa, ủa À, 7 đứa. đứa. Dạ. Rồi trước đây thì ông Đêm có đi lính không? Ô trời ơi, vô nhảy ra cũng không biết lính nào Dạ. hết rồi con ơi. Đó, cũng có Nhưng mà chị trước đó cũng đây, dạ, hả, trước đây thì ông đi lính ở đâu? hồi ở Rạch Bắp á, ở bên má ổng, bên Rạch Bắp á, đi đi phát rừng trong rẫy rồi cái binh cát nó qua, hành quân qua đó, giữ nằm Việt Cộng nó bắt rồi đi đi học ở dưới Quang Trung á. À, nhưng mà cái khi đi lính là ở trên 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 Rạch Bắp trên trên Củ Chi á hả? À, bên Bến cát đúng bên vậy, cát á, bên Bến cát cát. Bình Dương, ở bệnh với má ổng bệnh á. Dạ. À, Rồi bà có nghe phong phanh rằng là ông Đêm có quen với ai rồi có đứa con này kia không, có nghe 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 ổng nói hay ai nói gì không? thì hồi đó ở thì ông nghe ông kể chứ mình cũng không biết nữa con ơi. Ông kể thí dụ về tối vợ chồng ổng nói tôi có quen bà đó, ở được đứa con gái, thí dụ lâu lâu đi xuống với cái tối ngủ cái ổng nói con nhỏ đó nói chân này chân ba, chân này chân má, ổng kể vậy không chứ bà cũng không biết cái người À, đó người nào nữa, tức là hiểu cái không? người tức là cái người con gái đó nói là chân này chân ba, chân này chân má hả? À thì bảy ổng giờ ổng kể lại cho gì bà cho bà nghe vậy thôi chứ bà cũng chưa có Ồ. thấy bà đó ở đâu, hiểu không? Dạ. Vậy là ông cũng gan quá ha, có vợ đó mà còn dám nói vậy ha. Trời ơi, ở dưới bà biết ổng biết bao nhiêu con, biết bao nhiêu vợ con, đừng À. lại một xích vô giữa Vậy thì đừng lắm trong vợ lắm con ơi. họ họ Đừng tên đầy đủ, họ tên đầy đủ của ông Đêm là ra làm sao, bà có nắm được không? hả, Họ tên đầy đủ của ông Đêm là họ gì ra làm sao, bà có nhớ không, có nắm được không? nói gì Họ tên họ á, họ tên ông Đêm á. ổng Nguyễn Văn Đêm, ổng gọi À, Nguyễn Văn Đêm. hồ Dạ. Yeah. Rồi ông Đêm mất lâu chứ bà? Nguyễn, mất lâu rồi, mất hồi năm 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 mấy tuổi con, À, thứ năm nào ấy rồi con ơi. dạ, Tháng chín này là hai mươi ba, ví dụ tháng chín là cúng con là 25 tháng 9 cúng vậy á, chết là bà mới nhớ ngày nào. Con bà dạ, mới nhớ rồi. dạ, bởi vì chị Xuân này đó thì cũng chưa bao giờ thấy được mặt ba cả, mà chỉ nghe mẹ kể lại là trước đây là mẹ cũng đi làm giao liên hay gì đó. Rồi có quen với ông Đêm,
Rồi có sinh ra chị năm 1970, mà sau khi biết được ông Đêm có vợ rồi thì mẹ không có qua lại với ông Đêm nữa. Và sau đó thì ông Đêm có đến kiếm con của ông một hai lần. Nhưng mà rồi bà nói dối là con đã mất rồi, rồi nói dối kiểu này kiểu kia, rồi với cái cắt đứt liên hệ với ông Đêm luôn. Dạ. Quê của nhỏ đó là ở Bình Dương hay là ở đâu? Dạ, nó nằm trong hồ sơ con cũng không có nắm được, con cũng không có nắm được là ở ở khu vực nào. Chị xem hôm bữa nghe chị Xuân nói là quê ở đâu, chị có biết không? À, quê ở Bình Dương mà À giờ đi lập nghiệp ở Đồng Nai. à, ở Bình Dương ha, trước đây là ở Bình Dương ha. Đây Bình Dương nhưng mà giờ đi lập nghiệp ở Đồng Nai á. Dạ. Thật ra tới cái trường hợp này đó thì là kiếm người cha cùng họ cùng tên đó và cùng độ tuổi đó, rồi xin xét nghiệm với con của ông thôi, chứ còn nói để mà xác định thì ông sống thì may ra mới xác định được, chứ ông không sống thì không có xác định được. Thì nghe cái chị Xuân đó cũng nói là ông Đêm này có người em có đứa con lai da màu. Dạ. Thì nó có cái chỗ đó đó, thì không biết là bên bên ông Đêm của bà đây thì là không biết là có cái địa điểm đó không, bà có biết không? Hả? Hỏi gì? Là ông Ba Đêm á có người em có đứa con da màu không? Có lý do em gái là con út nó có con lai Ồ, vậy sao? Có vậy hả? à, con lai mà Mỹ Mỹ đen á, Ồ, vậy à. hồi đó bà già với nó đi ra mà đi rây Dạ. á, già ruột của ông út là đi ra mà rây mà ngoại nó mới máu nó mở rụng phần mình đen biết không, ở nó bỏ đi giờ là mà nhỏ đó nó dẫn mẹ ra mà ở lâu rồi bên bên Mỹ lâu rồi giờ còn ở đây còn còn thằng em chồng thương dự tiếng á. Dạ, nhưng mà con thấy hơi lạ ở một cái điểm này nè, là chị cũng nói rằng á là em của ông Đêm có một người con da màu, nhưng mà con thấy hơi lạ ở cái chỗ thế này là tuổi đời của ông Đêm á tính cho đến thời điểm này là cũng đã 80 mấy tuổi rồi, mà không biết sao mà mẹ ông Đêm lại còn có sinh được em bé để mà sinh ra người em da màu sinh năm 68 đó, nghe chị Xuân nói là vậy đó. Đâu Thì không phải biết. Tuấn Dĩ, Dạ. em của ông Đêm, Em ông Đêm. em gái của ông Đêm là có người con da màu. À, rồi rồi rồi, em gái của ông Đêm có một người con da màu. À. Dạ. À, vậy là có trùng khớp với bên bà luôn. Vậy thì có khả năng cao á bà. Chị ha, vậy khả năng cao quá chị ha. Thì tôi thấy có nhiều điểm mà nó giống nhau quá thì mở điện cho Tuấn Dĩ đó. Dạ, thấy thứ nhất á, là tên Nguyễn Văn Đêm nè. Thứ hai nữa đó là có một người em có sinh ra một người con da màu á, thì là hai bên đều như vậy hết, thì nó có cái sự mà trùng khớp cao đó chị à. Rồi thứ ba nữa ở mình cũng ở Bình Dương. Dạ, thì cũng ở Bình Dương. Bây giờ thế này, vậy trước mắt á, thì cảm ơn chị nè, đã kết nối cho em, rồi em sẽ báo lên cho chị Xuân biết về cái điều này, và con rất là cảm ơn bà. Rồi để con báo với chị Xuân xong rồi chắc là phải làm phiền bà thêm một lần nữa, nếu chị Xuân có muốn yêu cầu là xét nghiệm ADN hoặc này kia đó, hoặc là có muốn gặp gỡ này kia đó, thì con báo cho bà hay nha. Dạ. Rồi vậy con chúc sức khỏe bà nha. Tuấn Dạ chị. Dĩ ơi, Dạ. coi chương trình của Tuấn Dĩ hoài mà nó không có chán. Dạ. Lúc trước á là đâu có biết đâu, Tuấn Dĩ tới trần tình cờ á, cái chị vô trong cái YouTube á, coi cái chương trình mà em kiếm cái cô Tào Thị Lan gì đó, Dạ. rồi mới bắt đầu coi miết cái hổm coi tới cái cô mà Phùng Phong ở Pháp á, về tìm con Bắc Hải năm cái gì đó. Dạ. Ôi coi mà hả khóc ké luôn á. Dạ. Em thấy cái trường hợp này nè chị, em thấy khả thi cao lắm. Dạ, cùng cùng tên cha là Nguyễn Văn Đêm nè, thì cùng độ tuổi nè, rồi có người em có một người con da màu nè. Thì cái điều đó đó thì là em thấy là trùng khớp rất là nhiều đó.
rồi trùng cái địa điểm là ở Bình Dương nè. À. Này Rồi con bà, rồi bà yêu ơi, cho con hỏi này, vậy trước đây ông Đêm có vợ nhỏ ở ngoài, vậy rồi bà có buồn không, có ghen không? À, ghen sao vậy mà ông cũng dám ghen kể hả? ví dụ mình ở với chồng mình hai chồng khương mà có vợ nhỏ chứ như mình với chồng mình đâu có khương nhau hả, từ từ nó ra phải không Mà chú gan quá hả? Vậy mà chú cũng dám kể là cái đứa con đó nó nói chân này chân ba, chân này chân mẹ, dám nói vậy luôn. con? Ông về ông kể vậy á, ông kể vậy nhưng mà bà cũng chưa thấy cái đó ở đâu nữa mà ông cũng không nói ở đâu nữa. Hồi đó là bà hậu bà trị nạn ở dưới Bình Hòa lấy hay quá là ông đi đi làm về ông kể vậy đó không mà cũng không biết ở ở chắc có lẽ đâu dưới đó dưới Bình Dương Rồi bà á. cho con hỏi, vậy là con của ông Đêm là bốn người con hả? Sáu cái bảy đứa Vậy có trai có gái hết hả bà? có xương có da hết rồi Chào anh, em chào anh. trong nội trong ngoài Vậy rồi bây giờ đó thì con ghi nhận trên cơ bản như vậy rồi, để con báo cho chị, rồi có gì thì chúng ta sẽ đi những cái bước tiếp theo nha. con có gì nó nói vậy nè. Vì nói với nó hồi nãy nó nói giờ thí dụ chị bệnh nó muốn để tiền chị em á thí dụ chị bệnh á thì lấy cái điện thoại số điện thoại của mấy nhỏ này rồi chị bên đó điện qua bên này cho biết rồi mở liên Đúng hệ rồi. chị em để qua lại. Rồi chị hàng xóm, hồi nữa cho em xin cái số mà bà cung cấp nha. Bà đọc số đi, hồi nữa chị cho em cái số của mấy người con của bà đó. Trời ơi. Rồi lát nữa tôi chị gửi Có đó luôn hả? qua cho À, có số đó luôn hả? Vậy đọc luôn giùm em cũng được. nó Ok chị. Rồi chúc sức khỏe bà và rồi. chúc sức khỏe chị nha. Rồi có gì thì em liên hệ tiếp nha chị nha. Phiền chị Rồi, ha. khỏe nha. Rồi Rồi, rồi, bye bye. bye bye. Rồi con chào dì nha. Dì tên gì gì hết? Dì tên Lầu Lan À dì Lan. À, dì Lan năm nay là bao nhiêu tuổi rồi? 75 tuổi. À 75 rồi ha. Rồi hiện tại là dì Lan đang ở tỉnh nào? Ở thành phố. À Sài Gòn ha. Rồi con nghe chị có xem chương trình và có nói có nghi ngờ có một cái trường hợp là trùng với gì. Vì vậy cho nên là con muốn gọi để hỏi về cái câu chuyện năm xưa coi thử nó trùng khớp ở điểm nào. Thì dì kể lại cho con nghe trong quá trình mà thất lạc người con đó gì hả? Rồi trước tiên là dì cho con biết đó là dì thất lạc người con sinh năm mấy? 988 68. 88 Sinh năm 68 năm và phải năm nay nó 50 mấy tuổi không? năm nay nữa là coi như là 50 55 tuổi rồi. Đúng rồi. Rồi dì cho con hỏi là lúc mà thất lạc con của dì thì dì đã đặt tên cho con của dì chưa? Lúc đó tại vì còn trẻ quá, vì mới có 18, 19 tuổi thôi, vì ăn chưa no lo chưa tới, đẻ ra và mướn người ta nuôi. Mướn người ta nuôi rồi cái gì thấy khó khăn quá gì quên luôn. Vậy ảnh là con Đó, lai hay gì ha? con lai. Là lai 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 Mỹ đen hay là lai Mỹ trắng gì ha? Lai Mỹ trắng, mà Mỹ đó cũng làm ở Vũng Tàu luôn. Rồi gì có nhớ tên của ông Mỹ đó không? Tên Jim. À tên Jim. Jim. Vậy gì kể cho con nghe trong cái quá trình sinh anh ra ở đâu và gửi ở đâu? Gái mà. Con gái. Là sinh ra con gái. Ở nhà đang Con đi có gái. con á, không phải con trai. Rồi con hiểu rồi, con có nghi ngờ là chị Linda ha. Đúng rồi. Rồi rẫy gì gì kể cho con nghe là hồi đó sinh ở đâu và gửi cho ai như thế nào, gì kể con nghe. Sinh nó tại Vũng Tàu rồi cũng cuộc đời cũng ham chơi quá nên đưa cho bà vú ở nuôi
mà nuôi trời gian rồi tôi bỏ luôn đó, Vậy rồi bà vú đó tên gì? không có biết, lỡ gỡ rồi để nuôi rồi đi vậy à. À, chứ không biết Dạ tên bà vú đó. không. Dạ, còn địa điểm đó, địa điểm thì ở đường gì, hay là ở gần ngã ba gì, hay là địa phận đó là địa phận gì, gì có nhớ không? Ở cũng như là cái Vũng Tàu đó, là ở gần gần chợ vậy thôi, Gần chợ Vũng Tàu hả? gần chợ, À, gần chợ Vũng Tàu. gần Bây gần rồi giờ đó. thì thuộc phường mấy, hay là khúc nào gì có nhớ không? Giờ mấy chục năm rồi gì không có nhớ, năm Dạ. nay gì 75 tuổi rồi, là Dạ. chạy ra cũng 50 mấy tuổi, 50 mấy năm rồi. Dạ, năm mấy năm rồi. Dạ. Vậy là Nên nhớ nhớ cái tên của người cha là tên Jim. Jim Dạ. Và ông Jim thì tuổi tác như thế nào? Jim mà không biết tuổi mà điều cái tướng tá thì hơi nhỏ con, ốm ốm. Dạ. Có thể là lớn hơn gì không, hay là bằng tuổi, hay là sao, hay là nhỏ hơn ra sao? Dì cũng không biết nữa con, không nhớ nữa. À, Dì không nhớ. với ông đó cũng ở nhau chừng vài tháng Dạ. mới có bầu. Mới có bầu là cái thời gian điểm đó, là cái thời vợ vợ của bên bển đó là biểu tình kêu chồng về, Dạ. ai có vợ về nước hết, Dạ. nên riêng mới bỏ gì đi về Việt Nam, cũng mỗi tháng cấp dưỡng được vài tháng là thôi tới vợ luôn. Dạ. Giờ tới ngày Rồi. gì sanh đẻ gì gỡ cho các bà vú đó đó Dạ. nuôi, vì phải đi làm vất vơ vất vưởng vì sống, nên gì cũng muốn chú ý nữa. Dạ. Rồi, vậy con đã nắm được cái thông tin trên cơ bản như vậy rồi. Rồi để con gửi cho chị Linda nghe. Rồi sau đó đó thì là để cái phản ứng của từ bên chị thế nào, chị thấy trùng khớp ở những điểm nào, và chị có muốn xét nghiệm ADN hoặc này kia đó, thì con sẽ báo cho dì biết, cho con có dì biết nha dì nha. Đúng rồi, Dạ. tại Thế sự là mẹ cũng có người ta con tên Hiệp luôn, à, người em tên Hiệp luôn. nói là gì cũng có người em tên Hiệp, À, có người em tên Hiệp Hiệp. mẹ mất rồi. mà Hiệp đã mất rồi, À, là em gái của dì ha. em em trai. trai. À, em trai tên Hiệp. Vậy thì con thấy cũng có khả năng cao đó gì, thấy có khả năng cao đó. Vì Dạ. Đó là quê của mẹ cũng ở Sài Gòn. Dì cũng ở tại Sài Gòn từ đó giờ, Dạ. dì mới ra Vũng Tàu, dì làm à, nói chung là đi ra Vũng Tàu làm quán Dạ. nè. Đó. À, hôm nay dì lên tiếng đó thì là cái điều hết sức là cần thiết để cho các chị, cái những người con có cơ hội để kiếm lại mẹ. À, chứ còn mẹ không lên tiếng thì không biết đường nào rờ. À, nên là con rất là cảm ơn dì đã lên tiếng hôm nay nha. Nếu quả thực á, là dì là mẹ của chị Linda thì đó là cái mơ ước của chị. Dạ. Rồi chừng nào thử ADN thì con nhắn gì hả? Dạ, đúng rồi. Để coi bên bên chị Linda có quyết định gì thì con sẽ báo cho dì hay nha. Ok, cảm Dạ. ơn con. Dạ, bây giờ sức khỏe có gì sao, có tốt không? Cũng bệnh lai rai hoài à con. À. Mình lại ra. Vì sợ nhận lỡ nó là gì đã chết rồi. Nếu thật sự là có duyên á, thì là mẹ con sẽ được gặp nhau, thì cái điều này con cũng rất là chúc mừng. Rồi chúng ta chờ tin nha dì nha. Dạ. Rồi vậy em chào chị ha, chào dì nha. Dạ cảm Dạ ơn dạ. anh nhiều. Dạ dạ vâng, xin chào. Dạ.